Vâng, em xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay em có bộ group cho root của Campa. Bộ này là bộ 2 đĩa 10 níp thôi nha. Em giới thiệu đến các bác. Thì cái bộ này là bộ tháo xe các bác nha. Tháo nguyên bản. Cái bộ này bộ nguyên bản. Nó đồng bộ ạ. Thì nó tháo xe xuống thì nó có một số vết chảy xước nó vận chuyển ạ. Đó, thì em sẽ báo giá ở cuối video khi em giới thiệu đến các bác nhé. Thì bác nào có nhu cầu sử dụng bộ này thì liên hệ với em theo số điện thoại 091 840 9990. Nó đầy đủ 8 món và nó có kèm theo cả bộ dây của Campa luôn các bác nhé. Đó, đủ cho các bác về lên xe luôn. Đầu tiên thì bộ dò dĩa trước đi. Bộ dò dĩa này nó có thông số là chiều dài trục là 170, đĩa lớn 53, đĩa nhỏ 39. Nó có một vết chày ở cái đĩa lớn này. Đó. Ốc cái nguyên bản hết thôi nha. Cái đời Ultra Tuque này nó là ký hiệu của cái đời trục rỗng, nó dùng hai lửa nó ghép vào nhau các bác nhá. Nó gọi là moment xoắn đó. Giò thì carbon, đĩa nhôm. Đó. Nó kèm theo cả BB. BB này là BB gen Ý các bác nhá, gen 36. Đó, chỗ này có một vết chày nè. Tiếp theo là tay lắc. Tay lắc này thì carbon các bác nhé. Đó. Nó có vết chày ở đầu cuối này. Trên cao su này cũng chày một chút này. Đây là cái tay sang đĩa này. Chữ thì còn nguyên vẹn hết các bác nhá. Hai bên nó có chảy nè. Đó. Ốc ác còn đầy đủ hết. Tiếp theo là cái ngàm thắng này. Cặp ngàm thắng. Đây là cái ngàm thắng sau này. Ngàm thắng thì còn rất đẹp. Đầy đủ ốc ác hết các bác nhá. Cao su zin. Đây là cái ngàm trước này. Tiếp theo là cái sang đĩa này. Cái cổ dây này là cổ dây 30 năm các bác nhá. Còn bác nào mà lắp sườn mà nhỏ hơn thì em có cái sang trực tiếp. Đó. Còn cái này là các bác sử dụng cho những cái sườn carbon hoặc là sườn nhôm. Còn đây là củ đề sang níp này. Còn đẹp. Đây là cái níp, níp 10 của nó, níp của cho rút các bác nhá. Nó có 3 cặp 2 nhông này. Đó. Và 4 cái nhông nhỏ. Thông số của nó là 12 25. Đĩa níp nhỏ 12, níp lớn 25. Kèm theo cộng sên 10. Trên 10 Campa có khóa luôn các bác nhé. Và nó kèm theo cả bộ dây đầy đủ cho các bác nhé. Dây thắng, dây đề,
dây toàn bộ của camber hết, kể cả phần dây cáp bên trong cũng của camber luôn các bác nhá. Đó, đầy đủ hết cho các bác rồi. Đây có khoảng 4 cọng cáp bên trong. Bộ này thì nó đang hoạt động mượt mà các bác nhá. Nó là hàng tháo xe, nó có một số vết chày đấy thì em cũng quay rõ cho các bác rồi. Đó. Nếu như các bác mua bộ này về các bác lên xe ấy, thì đảm bảo nó ăn khớp liền. Ăn khớp ngay các bác nhá. Không như là kể cả các bác có mua ghép từng món một, nó mới nó cũ thì các bác phải chạy một thời gian nó mới khớp. Còn đây là cái bộ nguyên bản của nó, người ta đang xài thì về là nó khớp liền rồi các bác nhá. Cái giò của nó là quên giò là 1725 các bác nhá, chứ không phải 1710, xin lỗi các bác. Đó. Thì bác nào có nhu cầu mà sử dụng chiếc này thì cứ liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại 0918409990. Số này có Zalo các bác nhá. Các bác cần thêm hình ảnh thì em sẽ gửi thêm cho các bác qua Zalo. Đó. Bộ này em báo giá luôn cho các bác là giao lưu các bác là 15 triệu các bác nhá. Đủ 8 món: giò dĩa, BB, tay lắc, ngàm thắng, sang đĩa, sang níp, xích níp. Đó, kèm theo bộ dây luôn. Bộ dây này giờ đi mua giá thị trường phải mấy trăm ngàn, 400-500. Đó, bây giờ em cũng xin kết thúc video đây. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.